Huy ơi, em nghĩ sao về một mối quan hệ nghiêm túc? Chỉ thấy em Huy nhảy kiểu đám cưới thôi. Cũng có một cái sự thay đổi lớn của Huy ở trong chương trình này mà. Cũng chưa có ok lắm á, nên tập luyện nhiều hơn. Vậy, trời ơi, mọi người bị sao vậy? Ba không có kiến thức gì về ông nhạc hết trơn á. Trời ơi, mọi người có thấy không? Mỗi lần mà livestream hát ra bài cũng kêu thôi đừng hát nữa. Bài Anh Thanh Niên hợp với Huy, phong khái của Huy đấy. Kiểu nó tưng tửng. Nó trẻ tuổi. Nếu mà nói bài cũ thì em nghĩ một là Anh Thanh Niên, hai là Cô Gái Vàng. Nói chung là cũng chơi với Huy, biết một tính cách của Huy nữa, nên thành ra cũng thử xem coi là Huy sẽ làm gì ở trong cái chương trình này. Hồi hộp quá. Là cô gái hay mộng mơ. Trời ơi. Người đã khiến tôi thần thờ. Cái bài này tôi mê này nha. Chọn ngay cái đúng cái bài này ok ghê á. Cô Gái Vàng. Cô Gái Vàng. Wow. Sao nhảy vậy luôn hả? Sexy nha. Gì mà suốt ngày nói là hướng nội đó. Lên quá nhờ, hát live vẫn đỉnh quá nhờ. Giọng ê hơn á. Hơi điệu. Thì lúc nào cũng điệu. Nhưng mà bạn biết là nó thiếu cái gì không? Thiếu một bạn nữ đúng không? Hát này phải có một bạn nữ tương tác cùng là hợp lý luôn. Chắc là chưa xuất hiện. À chưa xuất hiện, nghĩ là vậy. Mời mở màn. Ủa, không nhận ra. Nói chung á là nghe cái giai điệu này á là tự nhiên cảm thấy yêu đời nha. Sau một chiều mưa đang buồn buồn mà nghe cái này xong là thấy nâng mút lên liền á. Nhưng mà không ai ngờ lúc mình nghe bài này có hình như là cái này là thêm vào đúng không? Mới có rap đúng không? Bản trước đó là có rap cùng với anh Tùng View. Mình nghe cái bản mà hát không ấy. Kinh. Trời ơi. À nhưng mà ủa ai make up cho Huy vậy? Sao tự nhiên thấy hôm nay Huy make up hơi trắng. Trắng hơn bác luôn rồi đó. Đúng cái phong thái anh này, anh hát bài này phong thái anh ấy múa trên sân khấu trông trẻ, gọi là trẻ trẻ trung ấy, truyền năng lượng ấy. Anh nhìn nhảy thấy hơi lạ, nhìn nhảy hơi lạ. Không quen lắm, chỉ thấy em Huy nhảy kiểu đám cưới thôi. Nhảy ở trong đám cưới thì chuyên gia đấy, ông tướng này hay nhảy ở đám cưới này. Đấy, đám cưới làng kiểu là nhảy, nhưng mà nhảy kiểu nhảy chuyên nghiệp này. Trông vẫn kiểu hơi cứng. Và tôi chưa nhận ra anh đã yêu mất rồi. Chẳng giống như lúc xưa giờ anh đã khẳng là do em tên. Huy ơi, em nghĩ sao về một mối quan hệ nghiêm túc? Trời ơi, thật sự là nghe cái này xong á là muốn có người yêu nha mọi người. Mà người yêu là phải kiểu tinh tế, đáng yêu, khiêm tốn như là Huy rời vậy đó. À, Anh Thanh Niên. Nói sao? Ui, vừa hát vừa nhảy luôn nè. Rồi, nhảy luôn kìa. Cái này tập lâu không ta? Bình thường là xem những MV của VR em thấy cũng nhảy ấy, nhưng mà trong lần này cảm giác nó nhảy khoảng cái độ sung nó phải x mấy lần lên, trông nó cũng nhộn nhịp ra phết. Trông nó khác hẳn nhỉ. Trông kiểu ông ấy nhảy vũ đạo nhìn nó giống kiểu là mấy bạn hay nhảy TikTok như bây giờ. Những thanh niên không biết nhảy, lần đầu nhảy. Trông lạ thật. Ai ạ. Nhảy hơi thô. Có cố gắng. Tám điểm cố gắng. Sạc chân lại. Sạc chân lại. Nhảy vũ đạo là lần đầu tiên thấy Huy nhảy của mấy vũ đạo trong nó cháy thế đấy. Wow, sạc luôn nha. Nhưng mà không có được, cũng chưa có ok lắm á. Nên tập luyện nhiều hơn. Sạc nó rộng ra chứ cái này hơi khép chân nè.
chắc là không có đủ thời gian, thôi châm trước nha mọi người. Còn nhìn ông hết rồi? Hết rồi. Ôi, mình tưởng còn thêm đang sung rồi, hết rồi. Ngắn quá, nhưng nãy em thấy 2 phút hát thì cũng ổn đấy, nhưng mà cảm giác là anh đang chưa tìm được một cái điểm nhấn ở cả một cái những cái bài hát đấy. Đang cảm giác nó cứ kiểu hơi bằng ấy, nó không vọt hẳn chỗ nào lên mà nó nhạc không mà xuống hẳn, nó hơi bằng phẳng quá, nó cảm giác kiểu mình phút, đúng cảm giác mình đang bị cuốn vào bài hát mà mình cũng không hiểu mình đang nghe như cái gì ấy. Ừ, nó cứ nghe thôi mà mình không tìm ra được một cái điểm nhấn hẳn đấy. Với cái kiểu là mình là một người nghe nhiều hơn, nó giống kiểu là không có quá nhiều về kiến thức âm nhạc ấy. Mình là người nghe thì mình thấy cái bài này được mix và được hát nó rất là sung, nghe nó đang trong trạng thái như kiểu mọi người thấy đấy, nó trong 2 phút này nó cảm giác là nó chưa được thỏa mãn mình lắm. Trong 2 phút mình đang nghe đang sung, tự dưng thấy dừng và hết rồi à. Bài này mà được khoảng 5 phút nghe nó thích này, bật liên tục này. Đó, đúng là mình đang ngồi mình tập trung nghe, nghe hát xong rồi nghe đoạn nó drop nhạc lên, mic lên, mình đang thấy sung, tự dưng dừng lại cái nó bị hụt hẫng, nó bị vậy. Em cũng thấy như là đang xem sung ấy, nhìn bạn ấy đang nhảy sung các kiểu ấy, muốn một cái gì đó nó thỏa mãn hơn, nó cao thêm, trào hơn. Thêm 2 phút nữa cho bạn nhảy 2 phút nữa. Nhưng là bình thường ấy thì giống như kiểu là mình nếu mà trên con đường đi với Huy ấy thì giống kiểu là mình đang gọi là hai anh em đạp xe đạp. Nhưng mà trong khi xem cái MV này, xem cái tiết mục này của Huy thì cảm giác hai anh em đang phóng trên mình một chiếc Ferrari. Nó nhanh, nó năng lượng ấy. Không ai nghĩ rằng là người đi đạp xe đạp của mình có thể lái chiếc xe nó nhanh như này. Nhìn nó khác hẳn nhỉ. Trông làm gì đâu, trông giống hướng nội bình thường đâu. Trông ông này nhìn năng lượng như này, người ta bảo là ông này ở ngoài đời là phải ồn ào lắm ấy. Nhưng mà vẫn thiếu cái gì đó đúng không? Ừ, cảm giác nó thiếu một bạn nữ vào nhảy cùng đấy, hợp lý luôn. Có bạn nữ vào nhảy cùng quả kéo áo các kiểu xong rồi tôi chạy vào nhờ còn đấy, bài này thêm bạn nữ vào có vẻ hợp lý không? Trời ơi. Mong là anh Huy có thể giữ được nguồn năng lượng để vượt ngàn trong gai, không chỉ là trong chương trình này mà trong cả sự nghiệp cũng như là cuộc sống của anh Huy nữa. Nhòn. Dễ thương quá à. Mày cảm ơn. Đã thích em rồi. Hỏi thăm dần rời đã xem. Mới là gì nhỉ? Quen đâu thế? Quen lắm mà. Không nghĩ được. Nhìn lên nhau và không một ai nói nên câu. Thích rồi sao không nói trời. Mấy người hướng nội này kỳ quá à, thích là phải nói. Chỉ mong hai ta thành đôi. Nhảy nè. Em nhà ở đâu thế? Cứ ta cứ khiến cho tôi. Nhiều khi người ta cũng đang chờ đó nha. Năm anh này quá dễ thương rồi. Nói là chắc chắn là người ta sẽ đồng ý thôi. Câu nào là cỏ vũ đạo đi. Xuyên quần áo này trông là đồ giống đồ nhà tắm à. Đồ nhà tắm thôi mà, đồ nhà tắm thôi. Về em đó. Nói chung cái bài hát này rất là phù hợp với cái lứa tuổi của bác. Kiểu là trẻ trung á, năng động à, dễ thương, đáng yêu, so cute, kiểu vậy á. Kiểu mới lớn. Chỉ muốn em có thể nghe được hết. Ôi, giọng hay đấy. Hay nhờ. Những cái đoạn lưu ý của Huy rất là đặc trưng luôn á. Có chứ, nhìn mấy anh là nhìn lần đầu tiên là mê luôn. Trời ơi, rồi. Thấy cái gối này là nghi ngờ nha. Chắc là phá rồi, thấy chưa? Thôi, dễ đoán quá à. Không được. Trời ơi, cái này cực nha anh. Mấy anh này kỳ quá, đẹp trai nhưng mà kiếm việc làm cho mấy người ta dọn dẹp nè. Trời ơi, kỳ ghê á. Dễ thương, hiểu thì không, rất là tốt luôn nha. Sân khấu đầy nguồn năng lượng tuổi trẻ. Chắc là cái nhóm này phải là cái nhóm tin nhất ở trong cái này. tin nhất. Không, hình như là nhóm này tên là nhóm đa sắc đúng không nhỉ? Nhóm đa sắc, anh nhớ là như thế. Bảo sao nó trẻ nhất, mà cũng là một cái tiết mục
nó sẽ khác, năng lượng khác, dễ nhất. Ừ, nó sẽ khác khác với cái nhóm khác nhiều đấy. Yeah, đầu tư vũ đạo, đầu tư mọi thứ kinh thật. Thấy không quá đầu tư rồi. Đầu tư thì ok đó, nhưng mà cái này hơi gọi là kiếm việc cho người khác làm. Dù sao thì cũng rất là cảm ơn một bài hát. Cái bài hát này thì cũng là một bài hát mà mình nghĩ rằng là nó sẽ, nó kiểu đáng yêu á ha. Thôi lần sau mấy anh có thể bớt đáng yêu đi, chứ đáng yêu như thế này rồi thì chắc chắn là hả, thôi cần không cần hỏi nhà gì đâu, người ta tự cho luôn nha. Rồi anh nhìn tổng thể thì anh thấy là ok rồi, tại cái phần nhảy nó có kiểu sao nhỉ, nó không phải là 100% nhảy, mà nó giống như kiểu là họ mọi người có một cái bố cục rồi, một tiểu phẩm rồi, nên ra là nó sẽ mọi thứ nó khác đi. Ừ, thế là em rất là thích cái cách mà mọi người Huy giữ được cái cách hát của Huy á, tại vì nghe biết liền đúng không, cái đoạn hát của Huy là Huy vẫn giữ được cách luyến lấy, cách nhả chữ của Huy rất là signature luôn, em rất là thích đoạn đó. Nghệ sĩ toàn nhảy đám cưới nó mà chuyên nghiệp bằng mấy anh người ta tập tành cái thứ ăn học đầy đủ được, nhưng mà trong cái bài vừa rồi thì anh nghĩ rằng là nhảy không tệ, không khác biệt nhiều đâu, không khác biệt nhiều. Trong tiết mục vừa rồi nếu anh xem là thấy như thế, còn hát thì thế là cũng được. Còn sao nhỉ, đôi lúc là trong những cuộc thi này thì nó phải có một cái duyên thêm một cái may mắn nữa, chứ nó không phải là cái câu chuyện còn đi sâu được hay không, còn giờ duyên và may mắn nữa, chứ nó không phải là mình cứ làm mọi thứ quá tốt là chắc chắn là mình sẽ vào được vòng trong. Nhiều lúc còn hơi đen một tí đi, nó còn phải do cả đồng đội của mình nữa đúng không. Thế nên là thôi cứ cố hết mình thôi, đến đâu để hay đấy em ạ. Chẳng mấy khi có cơ hội được tiếp xúc với cả toàn những anh tài, một cái ekip lớn, một sân khấu với rất là nhiều khán giả và thậm chí là rất là viral trên mạng nữa. 3 tháng vừa rồi từ lúc Tết đến giờ là nào là học nhảy, rồi đi hát, rồi vũ đạo, rồi quay chương trình là gần như là biến mất luôn mà. Thỉnh thoảng may thì ra quán cà phê gặp ông ấy ngồi được một tí. Sau lại bảo thôi em lại đến giờ em đi học nhảy rồi. Đấy. Có lẽ là trong khoảng 3 4 năm nay thì anh nghĩ rằng là cái quãng thời gian vừa rồi là một cái quãng thời gian vất vả nhất của Huy, tích cực nhất. Nó sẽ chắc chắn là sau quãng thời gian rồi nó sẽ có một cái sự đột phá cho bản thân, nó khác biệt đi một tí, chứ không thì cuộc sống của nó cứ hơi bị chill quá nhá. Tiết mục này nhìn chắc chắn là biết là phải tập rất là nhiều, không thì nhảy chắc chắn là lỗi, chứ còn nó không đơn giản, nó không kiểu giống như là nó chỉ nhảy ở một cái giai đoạn nào đấy. Đây là một cái tiết mục theo kiểu là công phu quá, nó sẽ cần phải diễn ngay từ lúc bắt đầu hát cho đến đoạn giữa bài hát, rồi đến cuối bài, đến gần cuối, cho đến cuối. Quá nhiều phần, ít nhất là anh nhìn thấy là có 4 phần. Mở đầu này, đoạn giữa này, ở chỗ điện thoại này, sau đến lúc tất cả cùng ra sân khấu đẩy lên phía trên này, sau lại kéo ngược về. Đúng rồi, kéo ngược về, xong rồi tới đoạn gối. Nên ra đây là một tiết mục, theo đánh giá của anh là độ khó cao. Với một tiết mục khó. Mà này mà khó gì? Không khó là em phải nhớ nhiều thứ quá, phải không? Nghĩa là em người đã hát người ta còn nhảy đùng 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 kìa. Trời ơi, cái độ mà hoàn thiện của nó như này là cũng khá là ổn rồi. Nhưng mà nó chắc chắn là nó sẽ có những cái khuyết điểm trong cái bài hát này. Và nó sẽ ảnh hưởng đến team đấy, vì team chọn một cái bài hát khó, độ khó cao quá so với cả các team khác. Các team khác thì có lẽ là nhiều team họ sẽ chọn mọi thứ đơn giản hơn. Như kiểu nhóm Huyền Thoại mấy anh già như thế cũng nhảy mỗi đoạn cuối mà còn trượt lên trượt xuống, tập tành cãi nhau âm ĩ lên mới nhảy được đến như thế, đâu phải dễ dàng đâu. Nhộn nhịp ấy, bốn ông đều nhộn nhịp ấy. Nhưng mà mỗi cái là bị nghe mình, em bị cứ nghe thôi, cứ ngồi nghe thôi. Ngồi nghe xong rồi tự dưng là lúc đầu lúc cuối nó cứ như thế thôi, mình ngồi nghe. Chỉ thường ngồi nghe thôi chứ mình không có là cảm giác là nó sẽ có một cái điểm gì nhấn hơn cả. Đúng rồi. Bài này nghe chưa có điểm nhấn. Nhưng mà không ấy được, tại vì bốn người hát mà sắp xếp bốn người mà hát mà có một cái gì đó điểm nhấn thì nó cũng hơi khó thật. Nhưng mà làm sao là chỉ bốn người làm sao là hát nó thật sự là phối hợp với nhau tốt nhất có thể thôi đấy. Mình thấy là nếu mà cứ giữ kiểu như này thì rất là an toàn để nó tránh những cái sai sót nếu mà có kiểu thế. Thế ra là nhá, nếu mà bài này là của Huy hát ấy, thì nếu mà Huy gọi là bứt lên một tí, đấy, có một ông rap nó bứt lên một tí nhờ kiểu thế, để nó nâng cái bài hát lên một cái nhịp nào đó, chứ để nó đều quá nghe nó cứ chỉ là nghe thôi. Một chương trình mà anh thấy rằng là một cơ hội rất là lớn dành cho Huy, khi mà Huy được
tiếp xúc với cả rất nhiều những anh chị lớn trong ngành giải trí, ngành nghệ thuật, ngành sáng suốt. Cho nên thằng Huy thì nó cũng là một cái thằng tính nó rất là trầm, hướng nội và nó không chịu gọi là làm quen mọi người các kiểu. Thì có những cái cơ hội mà được ở trong một cái ký túc xá, sau đó thì mọi người ăn ngủ sống cùng nhau, thì chắc chắn là với cái tính cách của thằng Huy thì với một người như anh tiếp xúc nhiều, anh biết nó không giỏi về việc gọi là đi mở rộng quan hệ với người khác. Nhưng nếu mà ai mà chơi với Huy nhiều rồi thì chắc chắn là sẽ quý rồi. Bởi vì thằng này thì nếu mà nó gọi là chơi với nó nhiều, biết tính cách của nó thật thì thường đa phần anh em đều rất là quý Huy. Nên đây sẽ là một cái cơ hội lớn cho cái con đường tiếp theo của Huy sau này, sẽ mở ra rất nhiều những mối quan hệ và Huy được gặp rất nhiều những người giỏi như anh Tài. Quá giỏi, toàn người xuất sắc luôn. Với Huy thì sau khi mình xem hai cái video vừa rồi thì mình thấy rằng Huy đang có một cái một sự nỗ lực mà muốn thay đổi nhiều về bản thân mình và thay đổi cả những cái mà thói quen, mà giống kiểu là một cái thói quen từ trước đến giờ Huy đều để cho mình vào trong trạng thái nó rất là nhẹ nhàng ấy, nó thong thả, nó kiểu là đi bộ ấy. Đợt này sau khi mình xem, mình thấy rằng Huy đã có một cái năng lượng nó gọi là bứt phá hơn, nó đi xe máy hơn, nó ô tô hơn, nó sẵn sàng gọi là nhấn ga đi ô tô, nhưng mà sẵn sàng nhấn ga đấy, sẵn sàng đi lên những đường cao tốc để tìm một cái hướng đi nó thay đổi bản thân mình, nó đỡ bị cũ hơn trước kiểu thế. Cho nên đó là khi mà anh Huy tham gia chương trình này thì cả Minh Nghi với lại anh Bom đều cảm thấy là anh Huy thực sự rất là dũng cảm luôn á. Một cái cuộc chơi rất là khó khăn đúng không anh? Cũng có một cái sự thay đổi lớn của Huy ở trong chương trình này mà. Là trước đấy thì anh ai chửi bảo làm việc kiểu gì, rảnh thôi rồi luôn. Kiểu thế thì cũng chúc gọi là Huy gọi là vẫn giữ được cho mình một cái năng lượng như này để cho những anh em gọi là chơi cùng, anh em thấy được cái bộ mặt mới mình, nó tốt hơn kiểu thế. Qua đợt này em thấy anh có những cái thay đổi tích cực, cái nguồn năng lượng nó tươi trẻ hơn và dám đối đầu với bản thân hơn. Những ý em muốn nói anh thấy anh nói cũng nhiều, càng ngày càng phát triển hơn nữa trong chương trình này cũng như là những dự án cá nhân của anh. Hy vọng là sắp tới bọn em và các anh em sẽ được xem và tận hưởng những phần trình diễn phá cách bùng nổ hơn của anh. Nói thật lòng là cũng chưa, kiểu như là mình cũng chưa cảm thấy đã, nhưng mà có thể là do thời gian nó ngắn quá nên là Huy cũng chưa có bung được hết mà những cái gọi là cái tài năng của mình. Thôi thì cứ từ từ, tại vì cũng mới bắt đầu mà, mong rằng là trong những chặng tiếp theo thì Huy sẽ có thể trưng trổ thêm được rất là nhiều thứ nữa. Chứ còn thật ra những cái này thì bác nghĩ là nó đang nằm ở trong kiểu như là nó trong khả năng của Huy quá rồi. Nên thành ra cũng rất là mong chờ một cái gì đó nó bứt phá hơn nữa trong cái chặng tiếp theo. Những cái bắt đầu này rất là tốt rồi cho Huy rồi, một cơ hội thật sự rất là lớn. Tại vì hai vợ chồng mình chơi với lại anh Huy rồi thì ai cũng biết là anh Huy rất là hướng nội và anh Huy rất là ngại tham dự vào những cái chương trình mà có tính cạnh tranh đúng không? Cho nên là em cũng khá là bất ngờ khi mà Lion có thể thuyết phục được Huy rồi tham gia vào chương trình như vậy. Và cũng thật sự là rất là may mắn rồi, trộm vía là tổ độ đó, là trong khoảng thời gian bắt đầu chương trình thì chương trình cũng đang rất là viral trên mạng xã hội. Mong là những cái tiết mục sau của anh Huy sẽ được ủng hộ thiệt là nhiều.